Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ sáu, ngày 12 tháng 1 năm 2024 của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn Chương trình với những nội dung đáng chú ý sau đây. Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp thảo luận quyết định một số nội dung theo thẩm quyền. Hội nghị tổng kết công tác Hội đồng nhân dân năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác năm 2024. Yên Châu tổ chức lễ công bố xã Lóng Phiên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023. Tiếp tục thực hiện nghiêm các nội dung đã ký kết giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện thành phố về quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay, ngày 12 tháng 1 đồng chí Nguyễn Hiếu Đông, ủy viên ban chấp hành trung ương đảng, bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh đã chủ trì hội nghị ban thường vụ tỉnh ủy thảo luận và quyết định một số nội dung công việc theo thẩm quyền. Dự hội nghị có đồng chí Lò Minh Hùng, phó bí thư thường trực tỉnh ủy, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, thường trực hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các vụ của ban tổ chức trung ương, ban tuyên giáo trung ương, ủy ban kiểm tra trung ương và văn phòng trung ương. Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Đông đã quán triệt một số văn bản mới của Trung ương, nghị quyết số 46 ngày 20 tháng 12 năm 2023 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới. Chỉ thị số 29 ngày 5 tháng 1 năm 2024 của Bộ Chính trị về công tác phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xóa mù chữ cho người lớn và đẩy mạnh phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông chương trình số 131 ngày 5 tháng 1 năm 2024 của Bộ Chính trị về hoạt động của các đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, chỉ thị số 01 ngày 4 tháng 1 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm chi ngân sách nhà nước và một số lịch công tác từ nay đến Tết Nguyên đán. Tại hội nghị, Ban Thường vụ tỉnh ủy đã cho ý kiến đối với các tờ trình về việc đề nghị ban hành thông báo chương trình thăm, chúc Tết và tổ chức các hoạt động mừng đảng, mừng xuân giáp thìn năm 2024. Xin chủ trương tiếp nhận tài trợ của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Sơn La cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La. Các đại biểu cũng thảo luận cho ý kiến đối với một số nội dung về dự thảo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh, tổ chức hội nghị công bố công khai quy hoạch tỉnh Sơn La thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 báo cáo kết quả chính thức giả soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023 trên địa bàn tỉnh Sơn La, kế hoạch thực hiện năm 2024. Báo cáo kết quả giả soát quy hoạch bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất đối với các hộ dân phải di rời, tài sản công và chức năng nhiệm vụ cơ cấu tổ chức của các cơ quan đơn vị, tổ chức hội trong khu vực di tích quốc gia đặc biệt nhà tù Sơn La. Cho ý kiến đối với các nội dung do Ban Dân vận tỉnh ủy, Ban tuyên giáo tỉnh ủy, Ban tổ chức tỉnh ủy trình cùng nhiều nội dung quan trọng khác. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Đông đề nghị Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu, hoàn thiện các dự thảo báo cáo chặt chẽ, phù hợp, đúng chủ trương định hướng của tỉnh, đảm bảo tổ chức thực hiện hiệu quả. Ngày 12 tháng 1, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác năm 2024 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, Hội đồng Nhân dân các huyện thành phố. Đồng chí Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Trá A Của, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, chủ trì hội nghị. Dự nghị có đồng chí Vi Đức Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đại diện lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các sở ban ngành của tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân các huyện, thành phố. Năm 2023, Hội đồng nhân dân tỉnh và Hội đồng nhân dân các huyện, thành phố đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ theo quy định của luật, thực hiện các nội dung công việc đảm bảo theo đúng chương trình kế hoạch đề ra. Hội đồng nhân dân tỉnh đã tổ chức thành công 9 kỳ họp, ban hành 148 nghị quyết Hội đồng Nhân dân các huyện thành phố tổ chức thành công 93 kỳ họp, ban hành 633 nghị quyết. Hoạt động giám sát của Hội đồng Nhân dân tiếp tục được đổi mới, có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các lĩnh vực được dư luận, cử tri và nhân dân quan tâm. Trong năm, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tổ chức 32 cuộc khảo sát, giám sát chuyên đề. Hội đồng Nhân dân các huyện thành phố đã tổ chức 153 cuộc khảo sát, giám sát chuyên đề. Phiên chất vấn tại kỳ họp được chú trọng thực hiện với nội dung bao quát, toàn diện trên các lĩnh vực Hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và việc giải quyết kiến nghị của cử tri, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân tiếp tục được quan tâm, thực hiện nghiêm túc. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận làm rõ nhiều kết quả nổi bật, những kinh nghiệm, cách làm mới cũng như chỉ ra những tồn tại hạn chế, đồng thời đề xuất kiến nghị nhiều nội dung nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Sơn La trong năm 2024 và nhiệm kỳ 2021-2026 phát biểu kết luận hội nghị đồng chí nguyễn thái hưng đề nghị thường trực hội đồng nhân dân các ban hội đồng nhân dân tỉnh và các huyện thành phố tiếp tục nâng cao chất lượng tại các kỳ họp hội đồng nhân dân thường xuyên giả soát các cơ chế chính sách đã ban hành đề xuất việc ban hành mới sửa đổi bổ sung thay thế các cơ chế chính sách để kịp thời thể chế hóa phù hợp với các văn bản quy định của trung ương và điều kiện cụ thể của địa phương nâng cao chất lượng hoạt động giám sát hoạt động chất vấn và giải trình đảm bảo thực chất và thường xuyên tiếp tục triển khai hiệu quả quy chế phối hợp giữa thường trực hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam cung cấp đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh năm 2024. Ngày 12 tháng 1, huyện Yên Châu đã tổ chức lễ công bố xã Lóng Phiêng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023. Tới dự buổi lễ có đồng chí Lương Thị Vân Anh, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Thành Công, phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh. Lòng Phiêng là xã vùng 3, xã biên giới của huyện Yên Châu, có 3,09 km đường biên giới giáp với tỉnh Hồ Phăn, nước Cộng hòa Dân Chủ Nhân dân Lào. Xã có 10 bản, với 1.422 hộ, 5.438 nhân khẩu. Qua kết quả đánh giá thực trạng nông thôn năm 2012 theo Bộ Tiêu chí Quốc gia về Nông thôn Mới, xã Lòng Phiêng mới đạt 2 tiêu chí, gồm tiêu chí số 1 quy hoạch, tiêu chí số 8 thông tin tuyên truyền, còn lại 17 tiêu chí chưa đạt chuẩn nông thôn mới theo quy định. Xác định mục tiêu xây dựng nông thôn mới để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, Long Phiêng đã tập trung phát triển nhiều mô hình kinh tế nông nghiệp như mận hậu giải vụ, nhãn chín muộn với tổng diện tích cây ăn quả là 1.483 ha, diện tích cho thu hoạch trên 1.068 ha, giá trị trung bình đạt 181 triệu đồng một ha. Hàng năm duy trì hơn 3 500 con gia súc gia cầm, trong đó đàn gia súc hơn 9.200 con. Trên địa bàn xã có 7 hợp tác xã hoạt động có hiệu quả, hai doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, 132 hộ kinh doanh dịch vụ. Năm 2023 thu nhập bình quân đạt 42,3 triệu đồng một người. Từ năm 2013 đến nay, xã đã huy động được trên 67,1 tỷ đồng xây dựng đường giao thông nông thôn, nhà văn hóa, thủy lợi. Toàn xã không còn nhà tạm, nhà rột nát, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 12,8%. Đến hết năm 2023, xã Long Phiên đạt 19 trên 19 tiêu chí nông thôn mới phát biểu tại buổi lễ đồng chí nguyễn thành công đề nghị xã lóng phiêng tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được giữ vững các tiêu chí chỉ tiêu về xã nông thôn mới nâng cao chất lượng các tiêu chí để phân đấu tiến tới đạt bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao chỉ đạo khuyến khích phát triển nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả đưa các giống cây trồng mới về trồng để nâng cao thu nhập của nhân dân tranh thủ các nguồn vốn hỗ trợ lồng ghép từ các chương trình triển khai thực hiện trên địa bàn làm tốt công tác vận động các tổ chức doanh nghiệp cá nhân chung tay góp sức xây dựng duy trì nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới thì tỉnh rất mong muốn là các đồng chí chúng ta hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao hoàn thành nhiệm vụ giữ vững tiêu chí này xây dựng nông thôn mới nâng cao này và tăng thu nhập cho người dân xã Long Viên để người dân Long Viên ngày càng giàu lên này hợp tác xã mạnh lên này và văn hóa xã hội này y tế giáo dục đào tạo ngày càng vững mạnh thì như vậy thì chúng ta mới yên tâm là chúng ta lãnh đạo chỉ đạo đúng hướng cách làm đúng hướng và người dân ủng hộ chúng ta trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Ghi nhận những thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng xã Lóng Phiêng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tặng bằng khen cho 4 tập thể 8 cá nhân. Ủy ban Nhân dân huyện tặng giấy khen cho 6 tập thể 18 cá nhân. Nhân dịp này, cơ quan Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy đã trao tặng cho xã Lóng Phiêng một bộ loa di động hỗ trợ cho công tác thông tin tuyên truyền. Ngày 12 tháng 1 tại huyện Mộc Châu, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả ký cam kết giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện thành phố với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường năm 2023, triển khai nhiệm vụ ngành tài nguyên và môi trường năm 2024. Đồng chí Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tới dự và chỉ đạo tại hội nghị. Tham dự hội nghị có lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, các sở ban ngành của tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện thành phố. Năm 2023, ngay sau khi ký cam kết, chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đã chủ động tổ chức triển khai các nội dung. Tổ chức ký cam kết với các xã, phường, thị trấn trên địa bàn, định kỳ báo cáo với Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường, yêu cầu các cơ sở sản xuất kinh doanh, cơ sở chế biến nông sản ký cam kết nghiêm túc chấp hành quy định của pháp luật về xây dựng hệ thống thu gom xử lý chất thải, cam kết không xả chất thải chưa xử lý gây ô nhiễm môi trường nguồn nước thành lập các tổ giám sát, các đoàn kiểm tra đánh giá kết quả triển khai thực hiện các nội dung ký cam kết. Các huyện, thành phố đã phát hiện xử lý vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai, trật tự xây dựng, môi trường, khoáng sản 620 trường hợp với tổng số tiền trên 4 tỷ 790 triệu đồng. Tiếp nhận và phối hợp xử lý 227 đơn thư, không để xảy ra điểm nóng, khiếu kiện đông người vượt cấp. Tại hội nghị, các đại biểu đã chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong công tác quản lý nhà nước về khoáng sản các giải pháp quản lý cung cấp vật liệu xây dựng thông thường phục vụ dự án đường cao tốc Hòa Bình Mộc Châu, quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng, tháo gỡ khó khăn vướng mắc về giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo về đất đai, giải pháp về quản lý, giám sát ô nhiễm môi trường nước do hoạt động sản xuất chế biến nông sản. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đặng Ngọc Hậu đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường, các sở ban ngành, chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện tốt chức năng tham mưu quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường thực hiện nghiêm các nội dung đã ký kết giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh với Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện thành phố. Trong đó, tập trung thực hiện quản lý nguồn tài nguyên khoáng sản chưa khai thác, chấm dứt tình trạng khai thác khoáng sản trái phép tại các địa phương, hoàn thành 100% theo kế hoạch chỉ tiêu môi trường trong hệ thống các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2024 của tỉnh. Tại hội nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La đã triển khai lễ ký cam kết giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện thành phố với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường vai trò trách nhiệm trong quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường năm 2024, ký cam kết giữa chủ giấy phép khai thác khoáng sản với chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện các quy định của pháp luật về khoáng sản, đất đai, bảo vệ môi trường tổ chức triển khai thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của tỉnh ủy về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024, quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng đảng, chính quyền, xây dựng nông thôn mới, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ huyện lần thứ 21, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra là những nhiệm vụ trọng tâm được huyện ủy Quỳnh Nhai quán triệt tại hội nghị tổng kết công tác xây dựng đảng, biểu dương khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên năm 2023, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024. Trong năm qua, Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ huyện ủy Quỳnh Nhai đã lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp toàn diện các lĩnh vực, kịp thời tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh ủy trên các lĩnh vực gắn với thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, triển khai thực hiện hiệu quả hai mô hình quỹ chỉ thị 05, mô hình ánh sáng nông thôn mới, công tác kiểm tra giám sát được quan tâm triển khai thực hiện tốt. Trong năm có 5 chi bộ đảng ủy cơ sở được khảo sát kiểm tra việc thực hiện quy định số 99/2023 của ban bí thư về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng đối với 3 chi bộ và 6 đảng ủy trực thuộc huyện ủy. Hoàn thành việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí thường trực huyện ủy, chủ tịch, phó chủ tịch hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân và các chức danh do hội đồng nhân dân huyện bầu với số phiếu tín nhiệm và tín nhiệm cao. Không có phiếu tín nhiệm thấp. Trong năm đã kết nạp được 166 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên toàn huyện lên 5.316 đảng viên, công nhận đảng viên chính thức cho 107 đồng chí, trao tặng huy hiệu đảng cho 102 đảng viên. Nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2024, huyện ủy Quỳnh Nhai tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết số 11 2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2023, tầm nhìn đến năm 2045, Tập trung xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Ủy ban nhân dân huyện Mộc Châu tổ chức phiên họp thứ 31 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh tháng 12 năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 1 năm 2024. Trong tháng 12 năm 2023, huyện Mộc Châu tập trung chỉ đạo các cơ quan đơn vị, ủy ban nhân dân các xã thị trấn tăng cường công tác phòng chống rét đậm rét hại cho cây trồng vật nuôi, chuẩn bị các điều kiện sản xuất vụ xuân hành trong 24, đẩy mạnh công tác xây dựng nông thôn mới. Đến hết năm 2023, toàn huyện đạt 175 tiêu chí, tăng 35 tiêu chí so với năm 2022, bình quân đạt 13,46 tiêu chí một xã. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 352 tỷ đồng, bằng 71,24% dự toán giao. Trong đó thu từ thuế, phí, lệ phí và thu tiền sử dụng đất, điều tiết ngân sách huyện đều vượt dự toán giao. Hoạt động du lịch tiếp tục tăng trưởng hiệu quả, trong tháng lượng khách du lịch đến với Mộc Châu ước đạt 386.000 lượt người, doanh thu xã hội ước đạt 501 tỷ đồng. Tại phiên họp các đại biểu đã thảo luận tham gia ý kiến vào kế hoạch thực hiện các đề án kết luận của huyện ủy năm 2024 về phát triển đô thị huyện Mộc Châu, kế hoạch phát triển kinh tế du lịch, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo phòng chống tội phạm về ma túy và ban giải pháp nâng cao hiệu lực quản lý quy hoạch đất đai, trật tự xây dựng, tài nguyên khoáng sản trên địa bàn huyện. Trong tháng 1 năm 2024, huyện Mộc Châu tiếp tục tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế xã hội, tăng cường quản lý đất đai, trật tự xây dựng, quản lý thị trường, đảm bảo cho nhân dân và du khách vui xuân đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn, tiếp tục thực hiện đầy đủ kịp thời các chính sách bảo đảm an sinh xã hội, chế độ ưu đãi người có công trên địa bàn, chuẩn bị các điều kiện tổ chức giải marathon đường mòn Việt Nam chương trình vinh danh đầu năm 2024. Ban Thường vụ tỉnh Đoàn Sơ La đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Sơ La năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Năm 2023, các hoạt động phong trào của tuổi trẻ diễn ra rộng khắp trên địa bàn tỉnh với quy mô hiệu quả, ý nghĩa cao, đã tạo được sức hút mạnh mẽ, sự tham gia tích cực của đoàn viên thanh niên hàng chục nghìn lượt đoàn viên thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện, chuỗi hoạt động tình nguyện mùa đông, xuân tình nguyện, tháng 3 biên giới, tháng thanh niên năm 2023, Tết trồng cây, đời đời nhớ Bác Hồ, ngày chủ nhật xanh. Nhiều hoạt động được triển khai, đặc biệt tập trung đến các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhận được sự quan tâm ủng hộ của các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, các nhà tài trợ trong tỉnh cũng như ngoài tỉnh. Các tổ chức đoàn đã hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật và sản xuất, trong năm, các cơ sở đoàn đã kết nạp 6.300 đoàn viên mới, giới thiệu hơn 3.800 đoàn viên ưu tú cho đảng, trong đó 1.300 đoàn viên ưu tú được kết nạp đảng. Năm 2024 với chủ đề Năm thanh niên tình nguyện, các cấp bộ đoàn tập trung đẩy mạnh thực hiện chủ trương ba liên kết, liên kết lực lượng, liên kết địa bàn, liên kết cộng đồng và chuyển đổi số đồng bộ trên tất cả các mặt công tác của đoàn. Tổ chức hiệu quả các đợt hoạt động tình nguyện cao điểm, các hoạt động tình nguyện thường xuyên tại chỗ, tình nguyện theo khối, đối tượng, vùng đặc biệt khó khăn nâng cao hơn nữa vai trò trách nhiệm của thanh niên trong triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. Sáng ngày 11 tháng 1 tại bệnh viện đa khoa huyện Phú Yên, Thường trực Huyện ủy Hội đồng nhân dân huyện Phú Yên đã tới thăm và trao tặng huy hiệu 50 năm tuổi Đảng trước thời hạn 2 tháng cho đảng viên Đinh Công òi sinh hoạt tại chi bộ tiểu khu 3 thị trấn Phú Yên. Đảng viên Đinh Công òi sinh ngày 15 tháng 10 năm 1951 vào đảng chính thức ngày 3 tháng 2 năm 1975. Trong quá trình công tác, dù ở cương vị nào, đảng viên luôn nhận thức sâu sắc trước những trọng trách được giao, không ngừng rèn luyện tu dưỡng vì lời thề trước đảng. Huy hiệu 50 năm tuổi đảng trao tặng cho đảng viên hôm nay là sự ghi nhận đánh giá cao của đảng về quá trình cống hiến đóng góp của đảng viên chúc mừng và trao hiệu 50 năm tuổi đảng cho đảng viên Đinh Công Ỏi. Lãnh đạo huyện ủy Phú Yên cũng ân cần thăm hỏi sức khỏe và mong muốn đảng viên Đinh Công Ỏi sẽ sớm khỏe mạnh, bình phục và luôn là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ nói theo. Xin chuyển sang một số tin tức đáng chú ý khác. Nông nghiệp Sơn La tiếp tục có nhiều khởi sắc là vai trò trụ đỡ của nền kinh tế. độc đáo Tết cổ truyền của đồng bào dân tộc Mông ở Mộc Châu. Thưa quý vị và các bạn, năm 2023, ngành nông nghiệp tỉnh Sơ La đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, hoạt động sản xuất nông nghiệp tiếp tục có nhiều khởi sắc và thể hiện vai trò trụ đỡ của nền kinh tế, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân trong bối cảnh khó khăn, thách thức đan xen. Trước đây, phần lớn diện tích đất của người dân thuộc địa bàn xã Trường Hạc, huyện Yên Châu đều là vườn tạp, hiệu quả kinh tế không cao. Với sự hỗ trợ của ngành nông nghiệp, người dân, hợp tác xã trong xã đã mạnh dạn thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng tăng diện tích chuyên canh các loại cây ăn quả như xoài, nhãn, đã đem lại hiệu quả kinh tế rõ rệt. Cùng với đó, các hợp tác xã, người dân đã áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, làm giải vụ đối với quả nhãn, quả xoài, góp phần nâng cao giá trị cây trồng. Hiện tại là chúng tôi đã cái vụ sớm thì đang đang ra hoa và cũng có nghĩa là thu hoạch sớm và đang một vụ thì muộn thì nó muộn hẳn thì sau khi hết cái 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 chính vụ của của địa phương ấy thì mới đến cái cái lượt đấy thì theo sản xuất theo cách đó thì nó cũng thứ nhất là nó cũng không áp lực về mùa vụ và thứ hai nữa là cũng giá thành nó cũng tốt hơn triển khai đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp trọng tâm là phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với công nghiệp chế biến tăng cường thâm canh tăng vụ ứng dụng các giống mới và tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất đến nay sơn la đã và đang hình thành phát triển nhiều vùng sản xuất nông sản tập trung quy mô lớn từ đó tạo tiền đề quan trọng để tổ chức lại sản xuất tăng năng suất sản lượng nâng cao thu nhập cho nông dân đồng thời thúc đẩy nông nghiệp của tỉnh phát triển theo hướng hiệu quả bền vững tập trung cho phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với liên kết chuỗi giá trị trong lĩnh vực trồng trọt đặc biệt là đối với những cái cây chủ lực công nghiệp rồi cây nông nghiệp Hiện toàn tỉnh có tổng diện tích cây ăn quả và cây sơn tra đạt 84.160 ha, sản lượng đạt khoảng 456.598 tấn, tăng 25,6% so với cùng kỳ năm trước. Năm 2023, tổng sản phẩm ngành nông lâm nghiệp thủy sản trên địa bàn tỉnh giá so sánh đạt 8.832 tỷ đồng, tăng 5,48% so với năm 2022. Giá trị hàng hóa tham gia xuất khẩu ước đạt 186,8 triệu đô la Mỹ, tăng 6,9%. Trong đó giá trị nông sản tham gia xuất khẩu ước đạt 177,6%, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm trước. Chúng ta tập trung đi sâu vào tái cơ cấu các loại cơ cấu cây trồng đảm bảo cho nó phù hợp với cái thị trường của người tiêu dùng. Và hai nữa là nâng cao cái giá trị của nông sản, ra soát lại để thực hiện các cái chuỗi cung ứng. Thì hiện nay thì chúng ta có 284 chuỗi cung ứng để đáp ứng được cái việc xuất khẩu. Trong năm 2024, nâng cao với giá trị xuất khẩu. Ngành nông nghiệp tỉnh Sơn La tiếp tục phát triển theo hướng hiện đại, chuyên canh hàng hóa tập trung quy mô lớn, đảm bảo an toàn thực phẩm xây dựng vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đẩy mạnh liên kết sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị gắn với tiêu chuẩn chất lượng và mã số vùng nguyên liệu thúc đẩy chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp và đẩy mạnh xúc tiến thương mại để mở rộng thị trường Năm 2023, Công an huyện Vân Hồ đã điều tra làm rõ 255 trên 256 vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, phát hiện bắt giữ 136 vụ, 200 đối tượng, thu giữ trên 9.238 gam heroin, trên 37.000 viên ma túy tổng hợp cùng nhiều tăng vật liên quan. Đó là số liệu được Công an huyện Vân Hồ đánh giá tại hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Cùng với đó, công an huyện Vân Hồ đã vận động truy bắt 6 đối tượng truy nã, trong đó có 5 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về ma túy, tỷ lệ điều tra phá án đạt 94,1%, công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự được tăng cường, triển khai quyết liệt và hiệu quả đề án 06 của chính phủ, phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2021-2025, đứng đầu 12 huyện thành phố trong đợt cao điểm phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc được lan tỏa rộng khắp, duy trì có hiệu quả hoạt động 802 nhóm liên gia tự quản, 115 nhóm an ninh nhân dân, 115 tổ hòa giải, 24 tổ thanh niên xung kích, 2 tổ thanh niên bản không có tội phạm và tên nạn xã hội. Năm 2024, Đảng ủy Công an huyện Vân Hồ tiếp tục lãnh chỉ đạo làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, mở các đợt cao điểm đấu tranh chấn áp tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy và đối tượng truy nã, chủ động triển khai các phương án đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phân đấu kéo giảm tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí số vụ, số người chết và số người bị thương. Duy trì lực lượng thường trực, cơ động sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống, tập trung lực lượng hoàn thành đề án chuyển hóa địa bàn xã phường thị trấn không có ma túy tỉnh Sơn La đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Trước mắt đảm bảo an ninh trật tự dịp trước trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn cũng như lễ hội xuân 2024. Ngày 11 tháng 1, Ủy ban nhân dân huyện Yên Châu tổ chức hội nghị phổ biến cung cấp thông tin cho 117 người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện. Tại hội nghị, các đại biểu đã được tìm hiểu và thảo luận 4 chuyên đề về luật phòng chống bạo lực gia đình, xây dựng quy ước, hương ước, nếp sống văn minh của bản tiểu khu, tổ dân phố triển khai quyết định số 28 ngày 23 tháng 11 năm 2023 của thủ tướng chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của quyết định số 12 2018 của thủ tướng chính phủ về tiêu chí lựa chọn công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Thông tin tình hình triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện năm 2023. Kết quả thực hiện chính sách đối với người có uy tín trên địa bàn huyện năm 2023 thông tin tình hình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn huyện năm 2023. Thông qua hội nghị nhằm giúp cho người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số nâng cao kỹ năng kiến thức để phát huy vai trò trách nhiệm trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, góp phần tạo đồng thuận, giữ vững an ninh chính trị, trật tự toàn xã hội tại vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân huyện đã tặng giấy khen cho 29 người có uy tín tiêu biểu trên địa bàn huyện, đã có thành tích trong thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Ngày 11 tháng 1, huyện Phú Yên đã tổ chức họp ban chỉ đạo chương trình Tết Đồng Bào năm 2024 nhằm thống nhất các nội dung để chương trình diễn ra đúng mục đích yêu cầu với mong muốn mang Tết đến những gia đình chính sách, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, từ ngày 19 đến ngày 20 tháng 1, Trung tâm Truyền hình Nhân đạo Đài Truyền hình Việt Nam sẽ tổ chức chương trình Tết đồng bào tại xã Huy Tân, huyện Phú Yên với nhiều hoạt động ý nghĩa như dâng hương tại đền thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 500 người dân, tổ chức hội trợ từ thiện không đồng, tặng học bổng, sổ tiết kiệm cho học sinh nghèo vượt khó, tổ chức các trò chơi dân gian ngày Tết tổ chức thi gói bánh dày truyền thống, giao lưu văn nghệ, đốt lửa trại cùng nhiều hoạt động tập thể mang đậm bản sắc dân gian, dân tộc cổ truyền ngày Tết. Để đảm bảo các nội dung chương trình diễn ra theo kế hoạch, tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận thống nhất về nhiệm vụ chi tiết của từng cơ quan đơn vị, công tác lựa chọn nhân lực tham gia các nội dung, công tác lễ tân khánh tiết, công tác đảm bảo an ninh trật tự, công tác cung cấp điện, nhân lực phương tiện, công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, từ đó góp phần tổ chức thành công chương trình theo đúng kế hoạch, mục đích đề ra. Đồng bào dân tộc Mông ở Mộc Châu, Sơn La đón Tết cổ truyền sớm hơn Tết Nguyên đán một tháng. Người Mông ở bản Tà Số, xã Trường Hắc cũng đang rộn ràng đón Tết trong niềm hân hoan và hy vọng vào năm mới, với cuộc sống sẽ ngày càng ấm no, hạnh phúc hơn. Những nếp nhà của đồng bào dân tộc Mông ở bản Tà Số, xã Trường Hắc nép mình trong những vườn đào, vườn mận trở nên rộn ràng, nhộn nhịp hơn khi Tết đến xuân về. Cả nhà cùng quây quần bên nhau sửa soạn những món ăn cổ truyền để đãi khách người Mông cũng quan niệm rằng vạn vật hữu linh nên họ dùng giấy dán vào các vật dụng, công cụ lao động với ý nghĩ rằng cuối năm các vật dụng này cũng cần phải được nghỉ ngơi như con người sau một năm lao động vất vả. Cái việc dán giấy là à, mình cũng báo với bàn thờ rồi các cụ là đã hết một năm dán giấy vào tất cả cái đồ dụng cụ này, cửa vào này, cả những cái đồ dùng mà phục vụ cho gia đình là hoàn toàn là được dán giấy hết. Ngày Tết cũng là dịp để người Mông vui chơi, nghỉ ngơi sau một năm lao động vất vả. Những ngày này, tất cả mọi người đều mặc quần áo mới, tập trung chơi những trò chơi dân gian như đánh tu lu, ném bao. Các chàng trai cô gái múa hát, nhảy khen, thổi sáo. Những nét văn hóa truyền thống độc đáo cũng thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia mình đã có xem trên rất là nhiều trang phương tiện thông tin đại chúng trên mạng xã hội thì có biết đến bản tà số nhưng mà đây là lần đầu tiên mình được đến thì có cái cảm nhận là một cái nơi có không khí rất là trong lành và bà con người mông ở đây thì rất là thân thiện hiếu khách so với khu vực thành thị thì lên trên này thì mình được hòa nhập với lại văn hóa của người bản địa cũng là một cái sự trải nghiệm rất là mới cho mình là một người dưới xuôi lên bản tà số xã triển hát được huyện mộc châu chọn làm điểm để phát triển du lịch cộng đồng dân tộc mông chính vì vậy đồng bào mông ở tà số đón tết trong một tâm thế mới quyết tâm giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc để phát triển du lịch cộng đồng tăng thu nhập cải thiện cuộc sống cái mô hình của mình là cũng được uh, uh, hỗ trợ của dự án GARET và và cũng được uh, uh, ủy ban nhân dân huyện rồi tỉnh rất là quan tâm tư vấn về giờ, du lịch là đi tham quan học hỏi các mô hình. Sau khi du khách đến đây thì uh, du khách đánh giá rất là cao về cái uh, bản mình đó là về cái khí hậu rất là uh, trong lành. Và người dân ở đây thì cũng rất thân thiện. Những năm gần đây diện mạo bản tà số sẽ chừng hắc như được thay da đổi thịt. Đường lên bản đã được bê tông hóa, việc giao thương buôn bán nông sản cũng trở nên thuận tiện hơn du lịch cộng đồng phát triển. Nhiều du khách trong nước và quốc tế biết đến nên kinh tế của bản cũng có bước phát triển mới. Đời sống của đồng bào ngày càng khấm khá hơn. Bà con bản tà số cũng đang nỗ lực giữ gìn truyền thống văn hóa, xây dựng bản làng tươi đẹp, văn minh hơn. Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh truyền hình Sơn La xin khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.